Cô chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ có một tiết ôn tập để chuẩn bị thật tốt cho bài thi giữa học kỳ 2 môn Giáo dục Công dân 6 sắp tới các em nhé. Về giới hạn ôn tập. Chúng ta sẽ học hai bài. Bài 7 ứng phó với tình huống nguy hiểm và bài 8 tiết kiệm. Về nội dung ôn thì chúng ta cũng sẽ có hai phần. Thứ nhất là phần lý thuyết và phần thứ hai là phần bài tập vận dụng. Trước tiên chúng ta tìm hiểu phần lý thuyết. Ở bài 7 ứng phó với tình huống nguy hiểm. Chúng ta sẽ nhớ lại tình huống nguy hiểm là gì? Tình huống nguy hiểm là những tình huống có thể gây ra những tổn hại về thể chất, tinh thần cho con người và xã hội. Một số tình huống nguy hiểm thường gặp, ví dụ như là bão, lũ, dông, sét, bị bắt cóc, bị xâm hại, bị đuối nước, cháy nổ, vân vân. Và để ứng phó với tình huống nguy hiểm, chúng ta cần trước tiên phải thật bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ, tìm kiếm sự trợ, hỗ trợ và các cách ứng phó phù hợp, an toàn nhất. Khi gặp tình huống nguy hiểm, khó có thể đối đầu, cần trốn chạy, kêu cứu. Sau đó, tìm cách để lại dấu vết, thông tin để báo cho người thân, công an và người xung quanh. Một số trường hợp cân nhắc nên đánh thật mạnh vào chỗ hiểm của kẻ xấu nếu có thể để bảo vệ mình. Về lưu ý, nếu cảm thấy sự an toàn của bản thân hay người khác bị đe dọa, em có thể gọi điện thoại. Số điện thoại Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em là 111. Yêu cầu trợ giúp khẩn cấp tìm kiếm cứu nạn toàn quốc là 112, cảnh sát là 113, phòng cháy chữa cháy là 114, cứu thương 115, đường dây nóng hỗ trợ trẻ em 1800 1507 hoặc báo trực tiếp, gọi điện đến người thân, bạn bè em tin cậy nhất. Chúng ta chuyển qua lý thuyết bài số 8 tiết kiệm. Về ý nghĩa của sống tiết kiệm giúp chúng ta quý trọng kết quả lao động của bản thân mình và của người khác. Khi tiết kiệm, không chỉ có thể giảm gánh nặng cho gia đình, thể hiện lối sống văn minh mà còn có điều kiện để giúp đỡ, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta cần phải rèn luyện tính tiết kiệm. Để rèn luyện tính tiết kiệm, học sinh chúng ta cần tắt thiết bị điện khi không cần thiết, sử dụng hợp lý nước sạch, tiền bạc, sắp xếp thời gian làm việc khoa học, hiệu quả, bảo quản đồ dùng học tập, lao động, vân vân. Chúng ta chuyển qua phần thứ hai, đó là các dạng câu hỏi trắc nghiệm. Dạng câu hỏi về khái niệm. Cô lấy ví dụ. Những sự việc bất ngờ xảy ra có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây? A. Tình huống nguy hiểm. B. Ô nhiễm môi trường. C. Nguy hiểm tự nhiên. Và D. Nguy hiểm xã hội. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án A. Tình huống nguy hiểm. Dạng câu hỏi lựa chọn cách ứng xử đúng. Ví dụ, khi đang ở trong nhà cao tầng, phát hiện có cháy nổ, hỏa hoạn, chúng ta sẽ A.
chạy lên tầng cao hơn nơi chưa cháy. B. Thoát hiểm bằng cầu thang máy cho nhanh. C. Chạy xuống bằng cầu thang bộ theo chỉ dẫn thoát nạn. D. Ở trong phòng đóng kín các cửa lại để khói khỏi vào. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án C. Chạy xuống bằng cầu thang bộ theo chỉ dẫn thoát nạn. Khi đang chơi trong nhà, A thấy có người phụ nữ lạ mặt, giới thiệu là người quen của bố mẹ, muốn vào nhà A để chơi. Nếu em là A, em sẽ làm như thế nào? A. Lễ phép mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà. B. Chửi mắng và đuổi người phụ nữ lạ mặt đi. C. Mở cửa cho người phụ nữ vào nhưng cảnh giác. Và D. Không mở cửa, gọi điện thoại báo bố mẹ biết. Và đáp án của chúng ta là đáp án D, không mở cửa, gọi điện thoại báo bố mẹ biết. Dạng câu hỏi lựa chọn cách ứng xử hoặc biểu hiện không đúng. Ví dụ, khi gặp hỏa hoạn chúng ta không nên làm gì? A. Thông báo cho những người xung quanh. B. Vào thang máy bấm xuống tầng trệt một cách nhanh nhất. C. Thoát theo đường hành lang, cầu thang bộ và ban công ở tầng thấp. Và D. Gọi 114. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án B. Vào thang máy, bấm xuống tầng trệt một cách nhanh nhất. Nếu chúng ta làm như vậy, sẽ rất nguy hiểm cho bản thân đó các em nhé. Khi gặp tình huống bắt nạt học đường, cá nhân không nên làm gì? A. Báo cho giáo viên chủ nhiệm biết thông tin. B. Nói cho bố mẹ biết sự việc. C. Trò chuyện tâm sự với bạn bè. D. Im lặng làm theo yêu cầu của những người đó. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án D. Im lặng làm theo yêu cầu của những người đó. Dạng câu hỏi về ca dao tục ngữ danh ngôn để liên hệ bài học. Cô lấy ví dụ. Câu nói nào nói về sự keo kiệt bủn xỉn? A. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. B. Quắt cổ chảy ra nước. C. Vùng tay quá trán. Và D. Năng nhặt chặt bị. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án B. Vắt cổ chảy ra nước. Hai câu danh ngôn dưới đây nhắc nhở chúng ta ứng phó với điều gì? Thà mất một phút trong đời còn hơn mất một đời trong một phút. Khi trời đẹp, hãy chuẩn bị cho lúc thời tiết xấu. A. Tình huống nguy hiểm. B. Ô nhiễm môi trường. C. Nguy hiểm tự nhiên. Và D. Nguy hiểm từ xã hội. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án A. Tình huống nguy hiểm. Câu thành ngữ tục ngữ nào dưới đây nói về tính tiết kiệm? A. Học, học nữa, học mãi. B. Có công mài sắt, có ngày nên kim. C. Tích tiểu thành đại. D. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án C. Tích tiểu thành đại. Dạng câu hỏi điền khuyết. Cô lấy ví dụ. Tiết kiệm có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với đời sống. Nó giúp con người biết quý trọng của bản thân và người khác nhằm làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. A. Thời gian, tiền bạc, thành quả lao động. B. Các mối quan hệ xã hội. C. Của cải vật chất. D. Tiền tài và sức khỏe. Đáp án của chúng ta chính là đáp án A. Thời gian, tiền bạc, thành quả lao động. Như vậy, cô vừa ôn tập cho chúng ta một số dạng câu hỏi trắc nghiệm thường gặp. Ngoài ra, khi chúng ta học
thuộc được lý thuyết, hiểu lý thuyết thì chúng ta cũng có thể vận dụng làm một số dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nữa. Cô chúc các em ôn tập và làm bài thi thật tốt nhé. Cô chào các em.